chào toàn thể quý vị và các bạn. Đây, hôm nay là hai cái mẫu xe này là Niềm chuẩn bị giao cho khách hàng đây. Bên tay phải của Niềm là con Đông Ben X30 V5S. Còn bên tay trái của Niềm là con Đông Ben X30 V2. À, quá đẹp. Màu bạc. Còn thằng này là màu trắng ha, trắng sữa. Đó. Màu này thì nhìn thấy nó sáng, nhìn thấy nó sáng nó đẹp. Đó. Còn màu này thì nhìn thấy nó cứng cáp mạnh mẽ. Anh em thích mẫu nào thì gọi cho Niềm thôi. Số điện thoại quen thuộc là 0949 335 481. Đây, V5. Đây, cho quý vị và các bạn đi xem thử một vòng nha. Quá đẹp. Đây, cửa lùa luôn, thấy không? Đó, kéo gì luôn. Đó, thấy không? Quá đẹp. Phía sau là băng ghế 3 người. Tổng cộng là 5 chỗ ngồi, tính luôn tài xế. Đồng Ben X30. Đây, cốp bật lên. Đó. Cái ngăn này là chở hàng hóa ha. Đó. Ngăn chở hàng hóa. Chiều dài của cái khoang chở đồ này thì nó 1m41 ha, 1m41. Đây, đóng lại. Còn cái khoang chở đồ của thằng này thì lớn hơn. Đó. Này do nó có 2 chỗ ngồi à, cho nên là cái khoang chở đồ của nó là 2m02. Có biển số rồi. Xe này là đăng kiểm rồi nha. Đây, gắn biển số luôn. Đó. Coi như là xe này là đăng kiểm xong rồi, có biển số rồi, dán luôn, cắt dán luôn là xong rồi giao cho khách thôi. Còn con kia thì cũng có biển số luôn rồi. Đang ép ha. Đang đi ép. Ép xong cái là mình bắt biển số vô. Rồi mình chạy vô là mình đăng kiểm thôi. Con này là Niềm sẽ giao về quận 12 ha. Quận 12 ở tại Sài Gòn luôn. Còn con này. Con này là biển số Kiên Giang. Đó. Con này là Niềm sẽ giao cho anh Tư Còn. Anh Tư Còn ở Rạch Giá, Kiên Giang. Anh Tư Còn sẽ dùng cái xe này để chở khô ha, khô thí dụ như là khô mực nè, khô cá lù đù nè, khô cá đuối nè, khô cá khoai nè, vân vân, kính thưa các loại khô luôn. Chở khô. Thích nữa thì chở cua, thấy không? Chở cua. Đợi là biển số vô thôi, rồi mình bắt biển số vô, mình vô đăng kiểm xong rồi mình ra mình dán số sau cũng được. Đó. Còn xe này thì coi như là hoàn thiện rồi. Hai xe này đặc biệt là khách đều mua tiền mặt hết. Cho nên là rất là nhanh gọn, đúng không? Đăng kiểm xong nó bụp cái là mình giao luôn. À. Quý vị khách hàng nào thích cái mẫu xe nào thì alo cho Niềm thôi. Thích V5 thì có V5, thích V2 thì có V2. Đó. Đây. Bây giờ cái xe này sẽ đi giao cho khách hàng. Đó. Lên đường. Và xin chúc cho khách hàng ở quận 12 đã lấy cái xe là Đông Ben X30 V2 làm ăn phát lộc phát tài ngày càng tấn tới. Còn đây con V5. Bây giờ Niềm sẽ giới thiệu cái nội thất sơ bộ qua cái, tại vì hai cái xe này là nó giống nhau. Đó, chỉ khác nhau là ở cái số chỗ ngồi thôi. Rồi. Coi như là một xe là 5 chỗ ngồi và một xe là 2 chỗ ngồi ha. Nội thất thì giống nhau. Kính thì cũng chỉnh điện. À, xe này thì Niềm đã giới thiệu nhiều rồi. Bây giờ mình đi sơ bộ lại cái. Kính chỉnh điện. Hộp số 5 số tiến, 1 số lùi. Thắng tay. À, rồi máy điều hòa, radio. Kính thưa, các loại kính thưa. À, động cơ. Máy là 1.5. À, cơ bản vậy thôi. Giờ nổ máy lên nha. Đó. Con này thì mình sẽ đợi bắt biển số và mình đợi đọc đăng kiểm, cái là mình chạy vô mình đăng kiểm xong là mình giao cho khách trong buổi chiều hôm nay luôn.
khóa. À, khóa này có lóc cửa mở cửa luôn nha. Ta lái thì rất là nhẹ, ta lái trợ lực điện, à, rất là nhẹ. À, nhiên liệu thì này thì chạy xăng, máy phải nói là mạnh bốc giọt, tại vì xe này là Niềm đã trải nghiệm rồi, đi cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đó, rồi mình chạy xuống tới Kiên Giang mình ra số luôn. Còn về năm này mình sẽ giao về rạch giá nghe quý vị, anh Tư còn. Ok. Đó, cũng rất là êm. Đó. Thằng này cái tải, à, cái tải của nó là 700 kg ha. Còn con V2 là cái tải 930 kg nghe quý vị. Đó, quý vị thích cái mẫu nào thì mình bóp cái mẫu đó thôi. Rồi, bây giờ là mình chạy ra phía trước mình đậu để bắt biển số vô cái là vô ngay cái chuyền của mình đăng kiểm luôn.